Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa phẩm. Ở clip lần trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái đối tượng user để chúng ta có thể lấy dữ liệu từ Firebase về và lưu vào một cái đối tượng là current user. Rồi, thì clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp tục cái phần đó ha. Rồi, tôi mở lại project. Khi mà ứng dụng chúng ta chạy lên, đăng nhập thành công, đăng ký thành công, hoặc là đang có giữ trạng thái đăng nhập, thì nó sẽ chuyển cho chúng ta sang màn hình, đó là màn hình chat, list chat ha, list chat view controller, thì nó chuyển chúng ta qua màn hình này. Thì vì thế tôi sẽ tạo một cái đối tượng là current user ở tại màn hình này. Và khi nó vừa chạy lên thì nó sẽ vào visit log đầu tiên. Thì ở đây tôi sẽ kiểm tra là tôi lấy cái đối tượng đó về. Rồi, tôi bắt đầu mở Firebase lên qua phần authentication. Mega user. Rồi. Get. Chúng ta tìm get a user profile. Đây, cái đoạn này để lấy dữ liệu của user ra. Tôi copy ha, đem về project chúng ta. Dán vào. Nếu có tồn tại một cái user, current user có nghĩa là cái user đang được kết nối giữa ứng dụng của chúng ta với Firebase, thì lấy về display name, có nghĩa là tên hiển thị, email, đường link của tấm hình và cái user ID. Rồi tôi xóa cái đoạn node này đi. Xóa luôn cái dấu chấm phẩy ha. Rồi, còn ngược lại là không có user ha. Thì ở đây mình sẽ print ra. Không có user. Rồi. Thì ở đây là nó tạo cho chúng ta bốn cái biến. Thì chúng ta sẽ lần lượt lấy bốn cái biến này khởi tạo cho cái current user của chúng ta ở phía trên. Ha. Rồi. Thì bốn cái biến này, đầu tiên tôi nói là current user, bạn user, mở ngoặc ra, chọn hàm khởi tạo mặc định truyền tham số cho nó. Rồi, cái ID thì tôi sẽ truyền vào UID. Cái email là email, full name là name, link avatar là photo URL. Rồi, photo URL. Rồi nó yêu cầu tôi fix lỗi ha. Rồi, ở đây nó báo lỗi là vì photo URL là kiểu URL mà link avatar chúng ta là kiểu string, nên chúng ta cần phải ép về kiểu string. Rồi, thêm dấu ngoặc phía sau và thêm dấu chấm than ở trong để tách cái lớp optional ra. Rồi, khi mà chạy xong này rồi tôi print ra cái current user của chúng ta ha. Rồi, thì ở đây tôi phân biệt được với những cái dòng query của Xcode 8.0, thì tôi sẽ thêm một cái đoạn chuỗi như thế này để tôi dễ nhìn hơn ha. Rồi, tôi sẽ chạy lên thử. Rồi, tôi tìm tới cái đoạn mà tôi bring ra ha. Đây, optional object user có ID nè, email, full name và link avatar. Rồi ha các bạn. Còn cái avatar ở đây thì nó khởi tạo mặc định cho chúng ta là một cái tấm hình mà chúng ta khởi tạo ở phía dưới thôi ha, không có gì hết. Rồi, tôi kéo này xuống. Bây giờ chúng ta đã có cái user hiện tại rồi. Thì khi mà các bạn đăng nhập thành công hoặc đăng ký thành công thì nó sẽ thêm cái dữ liệu của cái người
người đăng nhập này lên trên cái bảng list friend online, có nghĩa là danh sách những người đang hiện đang online để chúng ta có thể chat với nhau. Rồi, thì để chúng ta thêm cái dữ liệu này lên trên Firebase, chúng ta sẽ quay về cái Docs và chúng ta qua phần Real-Time Database. Rồi, Get Started ha. Thì chúng ta clip trước, hôm trước thì chúng ta đã cài đặt cái Firebase Database vào trong project rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ không làm bước này nữa, chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Thì ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái ref Firebase database.database.reference. Thì ở đây Firebase cung cấp cho chúng ta một cái ref để chúng ta kết nối với database. Thì ở clip trước chúng ta cũng đã tạo cái ref này rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta qua phần cell data, kéo xuống. Ở đây Firebase nó viết cho chúng ta nhìn hơi khó hiểu ha. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn như sau. Đầu tiên, chúng ta cần có một cái bảng để lưu lại dữ liệu. Thì tôi tạo ra một cái bảng let table name là bằng ref cái biến phía trên này ha, cái biến này chấm child. Rồi cái tên bảng chúng ta đặt vào, ở đây tôi sẽ ghi là list friend. Rồi bây giờ tôi đã có tên bảng rồi, tôi cần lưu lại, đó là lưu lại cái user. Vậy cái gì để phân biệt giữa các user? Chính là cái ID của user đó. Nên tôi tạo ra một cái user ID bằng table name chấm try nữa, là một cái đối tượng nằm trong cái bảng list friend có tên là current user chấm ID, chính là cái ID của cái thằng đang đăng nhập hiện tại. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ gán giá trị cho nó. Thì tôi sẽ tạo ra một cái biến user có kiểu dữ liệu là dictionary string và string. Vì ở trên Firebase nó lưu dữ liệu theo kiểu là key và value, vì thế nên tôi sử dụng kiểu dictionary để lưu dữ liệu ha. Rồi, thì ở đây tôi sẽ khởi tạo cho nó có email. Vì cái ID chúng ta đã khởi tạo thành cái tên của cái đối tượng rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần lưu email, tên hiển thị và đường link avatar thôi ha. Rồi email, email là current user chấm email. Tiếp theo là full name sẽ bằng là current user chấm full name và avatar, link avatar ha các bạn, avatar. Rồi chính bằng current user chấm link avatar. Rồi tôi đã khởi tạo xong một cái đối tượng user để chúng ta up lên trên Firebase. Rồi tiếp theo là tôi nói là đem dữ liệu này lên Firebase, thì tôi nói là user ID chính là cái đối tượng của chúng ta đã được khởi tạo trong cái bảng list friend ha, chấm set value. Rồi chúng ta sẽ truyền vào cái user này. Rồi thì như thế thì dữ liệu nó sẽ được up lên trên Firebase. Rồi bây giờ tôi sẽ mở lại Firebase qua phần database. Rồi hiện tại các bạn thấy là database không có gì hết, tôi sẽ kéo nó qua một bên ha. Rồi chạy ứng dụng chúng ta lên. Rồi đăng nhập thành công rồi nè, xem coi dữ liệu nó có được cập nhật hay không ha. Rồi tôi reload lại.
Rồi, dữ liệu hiện tại vẫn chưa được cập nhật lên. Rồi, tôi thử là tôi đăng xuất nó ra xem, rồi tôi đăng nhập lại thì xem nó có thành công không ha. Thì ở đây tôi không biết là tại sao nó bị mất kết nối. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở cái dòng vào trong lại View Controller ha. Chúng ta mở cái dòng Try File Open Log Signal này đi. Rồi, chúng ta cho nó đăng xuất ra và chúng ta đăng nhập lại ha. Rồi, tôi đăng nhập lại. Login. Rồi, tôi mở Firebase lên. Rồi nè, các bạn thấy là khi mà chúng ta đăng nhập lại thì nó tạo ra một cái tài khoản ha ở trên database và nó cho chúng ta biết là đây là cái ID nè, email, full name và cái link avatar. Rồi ha. Giả sử bây giờ tôi xóa cái này đi. Tôi tắt ứng dụng. Tôi cho nó chạy lại thử xem là nó đã giữ kết nối thì nó có insert vô trong dữ liệu hay không ha. Rồi, nó lại bị lock out ra ha. Thì bây giờ tôi sẽ note lại cái dòng nãy. Rồi build ứng dụng lại. Login. Rồi đăng nhập thành công, nó sẽ thêm dữ liệu vào. Rồi tôi xóa cái dữ liệu này đi. Rồi tắt ứng dụng, chạy lại lần nữa. Thì lúc này ứng dụng chúng ta đang giữ trạng thái kết nối ha với Firebase. Rồi nó đăng nhập vô. Rồi nó lại thêm vô bình thường ha các bạn. Vì lúc nãy tôi không hiểu lý do tại sao mà nó lại bị lỗi. Rồi thì bây giờ chúng ta đã thêm được một cái người dùng khi mà họ vừa online lên trên Firebase ha, họ đăng nhập vào AppChat thì họ hiển thị online lên trên này. Thì những người dùng khác họ sẽ thấy được cái người này và họ lấy dữ liệu họ đem về hiển thị trong list friend của những người dùng khác ha. Ở video tiếp sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy dữ liệu trên list friend đổ về trong ứng dụng của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.